Chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay mình chia sẻ cho tất cả mọi người cái cách mà chúng ta ẩn hiện thành công cụ trên Excel 2021. Ví dụ như chúng ta làm trên máy của chúng ta quen thuộc, tuy nhiên nếu chúng ta chuyển qua một máy khác thì chúng ta có thể gặp trường hợp là không thấy cái thành công cụ trên Excel nó hiện ra. Vậy thì bây giờ làm thế nào để chúng ta có thể cho nó hiện ra? Thì bây giờ các bạn có thể làm như sau. Vậy sau khi mà các bạn đã khởi động một cái trang Excel thì mình đã khởi động Excel xong nha. Thì các bạn thấy ở trên màn hình của mình chỉ có cái thanh thực đơn nha các bạn. Và chúng ta không thấy cái thanh công cụ để làm việc đâu. Vậy trong trường hợp này các bạn cần phải hiện cái thanh công cụ ra để chúng ta có thể làm việc nha. Cách thứ nhất, các bạn sử dụng tổ hợp phím cho mình nha. Thì các bạn nhấn cho mình là Ctrl F1. Thì các bạn thấy mình vừa nhấn Ctrl F1 thì lập tức hai cái thanh công cụ này nó hiện ra ngay nha các bạn. Vậy thì nếu lần sau mà các bạn thấy mà nó ẩn thì các bạn chỉ việc nhấn Ctrl F1. Tuy nhiên có một số trường hợp các bạn muốn màn hình của chúng ta nó rộng cái diện tích hơn thì các bạn tương tự cũng nhấn Ctrl F1. Và mình vừa nhấn Ctrl F1 thì các bạn thấy rằng nó đã ẩn cái thanh công cụ nha các bạn. Và nếu các bạn nhấn Ctrl F1 thì nó hiện ra. Còn nếu các bạn nhấn Ctrl F1 lần thứ hai thì các bạn có thể là lưu ý nó ẩn nha các bạn. Rồi bây giờ mình muốn hiện ra thì mình nhấn Ctrl F1. Vậy thì cách thứ nhất mình đã sử dụng tổ hợp phím. Còn trong trường hợp mà cách thứ hai thì các bạn làm như sau. Các bạn di chuyển con chuột lên cái phía trên cái thanh thực đơn các bạn. Các bạn đưa đến một cái thực đơn nào đó bất kỳ cũng được nha. Ví dụ như mình để thực đơn data nha. Rồi bây giờ mình nhấn phải chuột vào này các bạn. Sau đó các bạn di chuyển chọn cho mình cái mục thứ ba đó là Collapse the Ribbon nha. Rồi bây giờ mình nhấn vào. Thì lập tức lúc này nó cũng thu gọn cái thanh thực đơn của chúng ta, tức là nó ẩn vào trong đó các bạn. Vậy bây giờ nếu các bạn muốn hiện ra thì các bạn cũng làm tương tự là các bạn di chuyển lên cái thanh thực đơn và các bạn đến một cái thực đơn bất kỳ nào đó nha. Rồi bây giờ ví dụ mình để cái chỗ thẻ view này các bạn, mình nhấn phải chuột nha. Và các bạn di chuyển đến phần thứ ba này, các bạn thấy đang đến dấu tích, tức là chúng ta đang chọn để nó ẩn đi các bạn. Thì bây giờ chúng ta chỉ việc click vào thôi thì lập tức nó sẽ hiện ra nha. Bây giờ mình click vào này. Thì các bạn thấy thành công cụ lập tức nó hiện ra ngay nha các bạn. Vậy thì đến đây mình đã chia sẻ xong cho các bạn cái cách mà chúng ta ẩn hoặc chúng ta hiện cái thành công cụ trên Microsoft Excel 2021. Và nếu các bạn có máy khác mà các bạn không thấy cái thanh công cụ thì các bạn làm một trong hai cách như mình nha. Rồi đến đây mình chúc cho tất cả mọi người thành công. Nếu mọi người thấy video hữu ích thì mọi người đừng quên nhấn vào like, nhấn vào đăng ký, bật chuông để ủng hộ kênh và để nhận những video mới nhất của mình. Rồi đến đây mình chào tất cả mọi người và chúc tất cả mọi người sức khỏe và thành công.